Xin chào đến kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có mẫu xe đạp địa hình XDS Romang 500, dòng xe đạp khung nhôm, được trang bị bộ chuyển động full Shimano DOG, vành bánh là 27.5 inch, một cái thương hiệu XDS rất là quen thuộc và nổi tiếng với các bác chơi xe rồi. Đấy, model hôm nay về là Romang 500 các bác nhé. Thiết kế khung rất đẹp, khung nó vòng ở cái phần phốt này, nó vòng xuống này, trông nó rất là mềm mại và nhìn nó giống như con hổ đang vù lên phía trước. Form dáng rất là đẹp, tông màu xanh lục. Sơn xi thì còn rất là bóng các bác nhé, rất là bóng mượt. Chỉ có là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi thôi. Màu sắc xe thì vẫn còn giữ cái độ bóng rất là tốt. Và cái bộ chuyển động của xe thì cũng cực kỳ cao cấp các bác nhé. Dòng DOG DynaShift. Dòng DOG và nó là dòng DynaShift thì nó có một cái khóa ở đây. Khóa tầng thì các bác đạp ở cái chỗ sóc nó không bị nhảy khỏi tầng khác. Gạt đĩa cũng là dòng DynaShift đầy mới các bác nhé. Đấy, chỉ có 2 tầng đĩa thôi. Thì bộ lúc này là 10 lít 2 đĩa, 20 tốc độ khác nhau. Đủ đĩa dù mang xi nguyên zin theo xe này. Vành bánh của xe là 27.5 inch. Sử dụng bản lốp là bản lốp 27.5 nhân 2.10 đây. Vành thì vẫn là nguyên zin theo xe này. Và trên phần ghi đông thì chiếc xe được sử dụng bộ ghi đông cong đủ đều, giúp các bác xuống dốc núi nó tạo cảm giác lái nó sẽ tốt hơn. Đấy, và cũng được trang bị ở đây là tay bấm xả Shimano DOG và cụm phanh dầu của Shimano. Và bên này nó có một cái khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái luôn các bác nhé. Giảm xóc của xe là giảm xóc hơi. Giảm xóc này cũng nguyên zin theo hãng luôn. Giảm xóc hơi, nhún rất là mềm. Ổ bi ổ trục thì là bạc đạn hết rồi, chạy bạc đạn hết rồi. Và chúng sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Size từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt 53 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m58 đến 1m68 thì phù hợp. Hoạt động rất là nhạy, mượt mà, xuống rất là nhẹ. Xe đang có giá bán bên em là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.